qua sử dụng thực tất nè. Qua bị chi tiêu hết trơn. Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Cả nhà yêu ơi, ngày hôm nay mình với mẹ mình sẽ nấu một nồi bánh canh miền Tây. Đây là người phụ nữ áo bông quyền lực nhất hôm nay. Hello, chào cả nhà. Cô là cô Tư Đi. Giờ hai mẹ con mình đã đi chợ rồi. Bây giờ thì về hai mẹ con mình sẽ chế biến món bánh canh nha. Hôm nay nhà mình có khách. Bây giờ mẹ sẽ làm gì vậy? Bây giờ sẽ giặt thịt rửa. Hồi đó giờ á, nhà mình thì không có khách tới chơi nhiều. Tại vì á, mình sống hơi hướng nội. Bữa nay nhà mình có khách, mình với mẹ nôn quá, sáng mình chưa đánh răng luôn. Còn mẹ mình thì chưa rửa mặt. Ghẹo mấy bạn chơi nha. Nó nói vậy chứ sáng xúc miệng rửa mặt mới đi chợ được các bạn. Cho mọi người xem hôm nay mình sẽ đi chợ mua được những thứ gì nha. Bữa nay á, mẹ mình lấy khăn chải bàn đồ ra, y chang như là Tết luôn mọi người ơi. Làm trong lòng mình cảm thấy phơi phới luôn. Mua đây là nấm nè, giá là hẹ, ba củ su hào. Ở đây là một cái giò heo, hao một cái giò đùi heo. Ở đây là nguyên một khục xương. Đây là hành phi, đường, với lại bông điên điển. Sáng mà để tỉnh táo thì mình phải làm một ly cà phê muối cho cuộc đời của mình đắm đuối nha mọi người. Quá sảng khoái. Thì bắt đầu vào công cuộc chế biến thôi nào. Thịt thì mẹ mình đã nấu nồi nước sôi để rửa. Nếu cả nhà yêu thích những món ăn cũng như là những video vui nhộn của gia đình mình thì đừng quên để lại cho mình một like ngay từ giây phút này nha. Mãi yêu. Mẹ mình mua toàn là nấm ngon không nè cả nhà coi nè. Trời ơi, nấm nào nấm nấy trắng tươi luôn vậy á. Mình sẽ gọt sương sương mấy cái rơm này nè. Còn vô đây hai trái tắc. Cái nấm mình nó trắng hoài luôn. Đừng có bỏ muối vô nha. Bỏ muối vô là nó dập cái nấm mình nó teo héo như là hồi đời nguyên thủy luôn á. Khánh Hằng ơi, nấm này 30.000 á mọi người. Còn bông điên điển là 60.000 một ký. 200g là 12.000. Một cây sườn gốc lết. Sườn gốc lết không có mua sườn gì luôn. Củ su, mình sẽ gọt củ su nào. Bây giờ mình sẽ chơi hên xui nha. Yêu, không yêu, không yêu, không yêu, không yêu. Yêu, không yêu, không yêu, không yêu, không yêu. Thôi giờ nhức đầu quá, gọt củ này đi mấy bạn ơi. Nhưng mà như vậy nó vui. Sôi rồi cô bỏ thịt vô trụng hết cho sạch sẽ, nấu nhiêu nấu còn nhiêu. Trời ơi, thấy nó ra bọt dơ không? Mình phải rửa như vậy á, mình ăn nó mới mạnh miệng, nó mới không có hôi nha. Yes. Đây
Đây là trải nghiệm tour chèo xuồng của miền Tây nha. Trải nghiệm miền Tây sông nước nha. Bé Hư là ở Nha Trang nè. Lần đầu tiên chèo xuồng cảm nhận sao Hư? Mệt không? Hả? Không biết chị. Chưa? Lại biết vậy đi đi điện thoại xuống chụp mỉ. Đó. Sâu lắm á. Chị không biết bơi. Ủa, đúng sợ chưa? Không? Sợ không? Đâu quá. Ủa cá à, bông bò, tưởng cá bông bò. Đó, dựng bơi gì? Em. Ừ, anh già. Anh bơi giỏi không? Chồng em bơi giỏi không? Đó, trời. Cô Ly xuống không? Hả? Cô Ly xuống luôn đi. Được. Trời ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đây luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, tôi sợ lắm. Thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Tấm váy lên. Trời. Trời. Một mình em biết bơi. Đây. Rồi, ba người không biết bơi. Ba cô gái đẹp nha. Đây Thư nè, mình nè với cô của mình. Một quá. Con chàng hiêu. Một quá. Con đó là con chồng hiêu. Con. Cái này kêu một quá. Con đó nhảy vô mình chết hả? Chết rồi. Nổi da gà gì đó. Đu vô rồi đó. Mát nó lạnh đó, mình nổi da gà. Ở quê. Ồ, đây có cây xoài quá trời mà không có hái nè. Xoài trái nhiều. Xoài này chua. Xoài. Rồi anh bay đi chồng. Từ từ đi làm gì mà nó uống. Không, không. Bên này là tới chú Hiền nè, cái đất của ông Bảy nè. Là mình đi tới nữa là mình tới cây cầu kinh á. Ờ, hả mà cái thấy cái mũi nó qua bên này á là con Ngân. Hiểu không? Con Ngân lại để cho bác Hai quay lại. Chuẩn bị cứu bác Hai đi Thư ơi. Đó, rồi. Cái đó rồi con bơi. Thư biết bơi rồi đó. Đó. Em Thư của mình mới có 18 tuổi chưa có bồ á nha mọi người. Yes. Ai mà xem video này thấy em Thư mình dễ thương nhớ để lại comment nha. Cho em. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Người cũng bơi đó. Cắm cái đó. Cắm cái đó rồi dịnh cái đó lên. Đúng rồi. Trời ơi trời ơi trời. Ông lên cái nhẹ ghê dữ hả? Đúng rồi á. Ổng ngồi đó không biết cái, đó cái đinh có đâm đít ổng không. Còn luôn ơi. Rồi lên. Còn đó luôn đi. Thôi lại nhà có đồ nha. Coi con không bó. Ủa. Vừa ăn á. Con nào cũng vừa ăn luôn. Vậy hả? Cái gì không? Con chặt cái này con tính làm cái dừa nước ghim hút nốt á. Là hai biết chặt mà. Để coi ngon không? Coi thử cái dừa ăn. Là hai chặt có thể là làm hề là cái dạ cái rồi. Này nó gãy làm hai luôn á. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Là hai chặt có thể là làm hề này nó gãy làm hai luôn á. Mẹ Hiền U67 chặt dừa nước 70 đi 70 đi em. Hello 70 10 đẹp 10 đẹp 70 trừ 50 nha. 70 trừ 50. Đó. Nè luôn. Cô Ly của mình. Thầy vợ của Dương Tư. Hello xin chào tất cả mọi cháu người. Cháu cô Ly. Mời mọi người dùng nha. Ngon quá. Còn bà Hai thì mình đang chặt dừa cho các con, các cháu ha. Hay là mua? Ngoài đâu có dừa này đâu. Không có trồng dừa này hả ta? Đâu có đâu con. Ủa? Cường không ăn con? Ăn đi. Ngon cơ. Ngon quá trời ngon luôn. Quá trời thơm luôn á. Thử đi hả? Hello, mời cả nhà ăn nha. Dừa nước kim đường thốt nốt nè. Cứng không? Ừ. Ngon. Vừa ăn luôn. Đút bà hai miếng. Ngon rất là dẻo luôn. Đút bà hai miếng. Em đói cho anh Tư uống nước. Được rồi. Để anh thử miếng. Không? Nè. Cho Thư miếng. Thư miếng. Rất là dẻo luôn. Ngon. Ngon. Dẻo ngon kìa. Ghim đường hút nốt á, thơm không? Thơm. Đủ rồi. Cảm nhận được rồi. Cảm nhận thôi. Mày cả nhà. Rất là dẻo luôn.
dẻo mà nó ngon. Có thơm. Nước sơ ghi khóm cái nặng cam vô. Uống hết chua chua. Trời ơi, ngon lắm. Sao? Uống cái này no bể bụng luôn á. Còn nhiễm nhiễm. Ngon quá. Thằng ra hơi hết nước cả. Ngon không bà hai? Chưa uống được ly nữa mà hơi hết. Trời ơi, cái này là trúng tủ rồi, ngon quá. Ngon đi rồi, lát chạy nữa. Chắc lại, chắc phải. Không có. Chạy nữa. Mời cả nhà, hôm nay cô với Như có dựng Tư nói với cô Tư nói với có em này với bà Hai qua chơi, cô nấu bánh canh xong nè, mời cả nhà dùng luôn với cả nhà cô luôn nha. Mời bà Hai, dựng Tư với cô Ly với bé Hư với mẹ ăn bánh canh nha. Rồi. Mời cả nhà mình dùng bánh canh nha. Mời cả nhà dùng bánh canh nha. Mời cả nhà dùng bánh canh. Thấy cái dĩa nước mắm ớt hấp dẫn quá. Ôi chả ớt lại. Chả ớt đi. Cay lắm. Gửi cho đẹp vậy thôi. Ớt này là ớt không cay. Chả cá nó vô tới miền Tây luôn. Ngon. Vừa ăn không Diễm Tư? Dạ. Vừa ăn. Nếu không ăn thì cho em miếng nước mắm. Ớt nó đỏ quá. Ớt này không cay. Dầm cho nó mới cay. Đây con múc cho mẹ ăn đi. Rồi. Ôi, quá trời. Trời dùng nhiệt tình như cả nhà yêu ơi. Quá hấp dẫn luôn. Đây. Con niêm thử cho em vô gạo giá. Chuối hộp đây. Không. Đây nãy lấy cái ly uống dụng từ Tư mày. Thôi được rồi. Trời ơi, mẹ uống với Dụng Tư luôn. Ừ, trên luôn. Trên luôn, miếm môi. Okay. Uống rồi hả Tư? Rồi đây nè. Chịu rồi, uống hết rồi nha. Mời cả nhà nha, hôm nay có Dụng Tư. Em của cô á là lên chơi rồi.
cô cũng nhắm môi ít tay. Mời cả nhà nha. Ông rót ông ly đi hả? Chị uống gì tưởng tượng nước trà đi. Mời cả nhà ăn chả cá nha Nha Trang, có Dương Tư nó đem về. Được không thôi, ăn được không? Lạc không? Dạ không. Nước mắm không cay coi. Lạc thì dễ mà, mình cho nước mắm vô. Ừ, cái này ngon nè. Ừ. Dẻo không? Dạ ngon không? Ngon. Lát múc gì cho con chim mịch. Miếng à. Đó, miếng à. Mực còn ăn nó đổ mồ hôi dữ. Bây giờ thấy người ta ăn á, người ta đỡ cái bàn ấy dưới nước. Xong rồi tao lội xong. À tao lội người ta. Ăn cái gì vậy? Cá có ăn. Người làm video đó. Vậy á. Ở bên Gà Công nè. Đủ khiếu hết bời. Ngon. Ngon quá. Chả cá Nha Trang rất là ngon. Ừ, dẻo ha. Dài ha. Ở bên bãi biển không Gò Công mình đó. Sáng tạo gì đó, có lạ, có thích xem. Để nó cây ướp đậm để dưới. Ăn con. Có hả? Để lên, để chiếc xuồng lên. Lát ăn nhấp nữa, vô ăn. Không biết ăn giò heo nữa. Muốn ăn giò heo, ăn thịt ăn. Lát nữa mình lại không còn con khô đi, mình lấy đi. Sao vậy? Sợ khét hả? Sao vậy? Sao vậy? Trời ơi, dĩa ra. Trời chó. Không có đầu hổn tới đó. Lấy ra đi chín hay màu coi, khô queo. Chín rồi hả con? Vẫn chưa chín hả ta? Không. Trời ơi. Nó chín dữ lắm rồi, nó nắp dung, nó đổ khét. Trời khét như vậy. Khét là nó khổ ăn. Nó không chín thôi. Ủa. Rồi. Nè. Nó nhanh lắm. Nhật quá hả con? Dạ. Được rồi. Từ áo bông với lại như đãi bánh canh nè. Giò heo với chả Nha Trang á. Ngon. Xíu nhất. Hôm nay Ly xuống nhà Huỳnh Như. Huỳnh Như đãi bánh canh chả cá Nha Trang với giò heo. Ăn muốn bể cái bụng luôn. Nó ngon á, mà ăn quá trời luôn. Ăn hoài không hết cái tô luôn. Ăn bánh canh á, mà cứ ăn là nó nở lên. Ăn là nó nở lên. Ăn hoài không hết cái tô luôn. Bánh bánh canh Quỳnh Như số 1. Dạ. Yeah. Ngon khủng khiếp. Hôm nay có cô Tư Dưỡng Tư nói với bà Hai, nói với Thư qua chơi á, cô với Như mua giò heo rồi bánh canh, cô Tư nó đem lên chả cá Nha Trang á, nấu ăn rất ngon các bạn ơi. Thôi video tới đây cũng dài nha, cô tạm dừng nha các bạn yêu. Thích cô với Như hãy đăng ký like cho cô với Như like nha, vẫn có động lực ra video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye.